Mình xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh YouTube của Ngọc Mưa nha. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi là Halloween. Cho nên là tụi mình có một cái bữa tiệc nho nhỏ mừng birthday của một cô em gái. Và cái birthday này thì chưa tới ngày Halloween, cho nên không có dress up Halloween, mà chỉ tổ chức sinh nhật tại một cái quán bar rất là sang trọng, rất là đẹp và có bối cảnh của Halloween ha. Mình rất là thích những cái trang trí về Halloween, mặc dù mình không thích cái ngày lễ Halloween cho lắm, nhưng mà những cái trang trí về Halloween đối với mình nó có một cái sức thu hút rất là đặc biệt. Và hôm nay mình mời các bạn cùng với mình vào bên trong của nhà hàng Golden Blue, một cái nhà hàng quán bar rất sang trọng ở quận Cam, ngay trung tâm Little Sài Gòn ha. Mình đặc biệt yêu thích cái quán này ở cái trang trí, nó rất là technology. Đây, các bạn vào bên trong ha. Vừa mới bước vào cửa là đã thấy ngay hai cái lò sưởi ngay hai cái bên lối đi, cho mình một cái cảm giác vô cùng ấm cúng. Và đây là những cái góc mà người ta trang trí rất là đẹp, rất là hay. Đối với mình thì trang trí Halloween đừng có quá sợ hãi, nhưng mà phải đủ tính kích thích, hấp dẫn. Chứ còn mà như mà đơn sơ quá thì đâu có thấy nó rùng rợn, nó thu hút đâu, phải không các bạn? Thì mình rất là thích cái lối mà cái nhà hàng này họ trang trí Halloween rất sang trọng và rất trang nhã. Và đây là những cô bạn của mình. Hôm nay là birthday của Liên, là cô áo đỏ đó các bạn. Bọn mình đến đây chung vui với Liên. Vì đây là một cái nhà hàng dạng quán bar, cho nên là thức ăn ở đây thì mình thật lòng mà nói là không có thu hút mình lắm. Và giá thì lại rất là đắt đỏ so với những nhà hàng bên ngoài. Bởi vì người ta đến đây chủ yếu là uống. Tuy nhiên, cái quầy bar thì vô cùng tuyệt vời. Có rất nhiều loại rượu, đủ thứ loại rượu. Từ những chai rượu mà 50 đồng, 100 đồng và lên tới 8.000 đồng, 10.000 đồng ha. Mình liếc qua cái menu là mình thấy có rất là nhiều loại rượu nổi tiếng. Và những cái loại rượu đó người ta kê khai năm đàng hoàng cho mình nhìn cái giá. Bọn mình hôm nay là đến đây là có hỏi qua giá rượu rồi, nhưng mà vì quá đắt đỏ cho nên là bọn mình chỉ uống bia thôi. Với lại một phần nữa là tụi mình phải lái xe về đó, cho nên là thôi, rượu ở đây đắt lắm các bạn ơi. Khỏi nói luôn, nó đắt gấp 10 lần mà mình đi mua về nhà mình uống. Cho nên tội gì. Đến đây để quậy thôi, không uống rượu. Đây các bạn nhìn thấy những cái design bên trong nhà hàng nè, ngắm sướng con mắt chưa. Thường mình đi đến những cái nhà hàng mà nó trang trí đơn giản quá thì mình chỉ thích ăn ăn nhanh 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 vội vội đi về nghỉ ngơi thôi. Riêng cái nhà hàng này
thì cái không gian của nó khiến cho mình rất là phấn khích đó các bạn. Thường ngày thì nhà hàng này trang trí cũng rất là đẹp rồi, nhưng mà bởi vì mùa lễ Halloween cho nên là cái trang trí nó lại càng thêm phần hấp dẫn ha. Các bạn thân mến ơi, hồi nãy giờ các bạn ngắm nhìn cái trang trí của cái quán bar này, các bạn thấy nó như thế nào? Có đúng như lời Ngọc Mưa mô tả hay không? Còn đây là cái sân khấu ha, rất là lộng lẫy. Và đây là trần nhà với những cái trang trí ma quỷ, nhìn rất là đẹp. Hôm nay thì tại nhà hàng này không có đông lắm các bạn, chỉ có vài bàn thôi, mà mình nghĩ chắc cũng có thể tại mùa dịch, mà cũng có thể tại vì hôm nay là chủ nhật nữa. Đây, ông phù thủy này trông dễ sợ không, nhưng mà nhìn rất là đáng yêu phải không các bạn. Đây chính là cái quầy bar đẹp hút hồn chưa các bạn. Các bạn nhìn thấy không, nó rất là lãng mạn, một cái ram màu tối tối ấm ấm. Cũng có những cái mùa lễ là những cái chỗ này là rất là đông đó, nhưng mà bây giờ một phần là đang là mùa dịch, với phần nữa hôm nay là chủ nhật cho nên nó cũng hơi vắng vẻ, không có nhiều khách lắm ngày hôm nay ha. Nhờ vậy mà mình có thể đi khắp nơi trong cái nhà hàng này. Đương nhiên là mình đã xin phép rồi, và mình đi từng ngóc ngách để mà mình quay được những cái góc mà mình cho rằng đẹp để gửi đến cho các bạn ngắm ha.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.